I come from Canada, in Lawrence, but in Canada. And the musicians in this orchestra come from 6 different countries. Và những nhạc sĩ tại đây đến từ 6 quốc gia trên thế giới. This evening is free, so if you want to get up and dance, you can do this. Chương trình buổi tối hôm nay là một chương trình tự do, nên tôi hy vọng các quý vị sẽ rất là thoải mái để đứng lên và cùng nhảy với chúng tôi. This is the kind of music where you just can't sit and just smile. Đây là cái thể loại nhạc mà mình không thể nào ngồi một chỗ và cười mà mình phải cùng tham gia. This is your chance to get the body moving, all right? Đây là một cơ hội cho mỗi chúng ta để cùng khởi động không khí và khởi động thân thể của mình. We're celebrating the Christmas season now, so the next song is a Christmas song. Đây là một thời gian khi chúng ta nhớ đến mùa Giáng sinh, nên bài hát tiếp theo là một bài Giáng sinh. You know, many parts of Canada, there's lots of snow right now. Trong nhiều vùng của nước Canada thì hiện nay đang có rất là nhiều tuyết. And snow is often associated with Christmas. Và đối với một số người thì tuyết là một điều mà chúng sẽ nhắc chúng ta đến mùa Giáng sinh. It'll never happen here in Da Nang, I think. Tôi nghĩ chắc rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở thành phố Đà Nẵng. But we want to play the song anyway. It's called Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Nhưng mà chúng tôi muốn mang cho các quý vị một bài gọi là Let It Snow, Let It Snow, là hãy cho tuyết rơi. Xin cảm ơn.